bạn nha. Hello bạn nha. À hôm nay anh em mình sẽ dùng cái tới chiếc xì khối của mình nha bạn. Tôi chưa hello luôn á. Thế hả? Hello bạn nha. À. Anh em bữa nay anh em mà không làm gì chân vô đây cho mà sao hả bạn? Sao vô kìa. Cho nè. Có bạn cho con quýt chết. Anh em mình sẽ anh em mình sẽ dùng cái chiếc xe của mình. Lâu lắm rồi mình chưa dùng tới nha bạn. Cái bộ này cũng còn mới ha. Mà kìa quá. Cắt cái này cũng hơi bị im ha. Cái tròn cái xe không đó. Được. Có chìa khóa nè. Cái đồng hồ gắn nè tôi được không? Nói chung là đẹp lắm. Bây giờ là mình chuyên môn vô cái chuyện mình làm nè. Cái chuyện chuyên môn mình nè. Mình chuyên con ấy. Anh em mình sẽ dùng chiếc xe của mình nha bạn. Anh em mình sẽ dùng cái khối của cái chiếc xe của mình. Mình sẽ phà lên của ông đó. Ủa ông bị ông đánh à? Ông chỗ ông có hộp mà mình ngồi ỉ á. Mấy nó chọc xuống đánh cho mình mấy mũi đó. Bây giờ mình sẽ bắt nó xuống. Đó nó nằm trên đó đó các bạn thấy không? Ủa xong để cho tôi phá nữa. Anh em mình bắt là anh em mình là những chuyên gia có kinh nghiệm anh em. Ủa, bắt nha bạn. Bởi vậy rồi. Rồi. Nó bay kìa. Đứng chân một chút rồi chọc coi kìa. Thèm á. Làm kìa. Bây giờ các bạn nhỏ nhỏ các bạn đừng làm theo anh em bắt ông bạn. Bởi vì ông nó chích rất là nguy hiểm các bạn đừng làm theo anh em. Không, ông này chích không có sao. Anh em mình sẽ lấy cái tàn ông nó xuống, lấy mặt ông xuống, anh em mình sẽ ăn nha bạn. Ăn mặt ông. Cái tàn ông nó ăn cũng ngon lắm, ăn béo lắm, có con nào trọng á. Anh em bây giờ sẽ bắt cái này xuống để anh em mình cùng mời các bạn cùng ăn ông mặt với anh em mình nha. Để cái chạy. Chị bảo máy. Đó, xuống đạp nè. Trời ơi, nặng chưa ăn. Ông trái máy chưa hả, bị máy không? Chín máy hả? Dạ, trời, hàng chi đậu máy. Trời, trời, máy gì vậy? Trời, chín máy, chín mm hả? Trời ơi. Láo cái, trời mẹ ơi. Lên, xuống đó. Ông đừng có chạy lên tôi. Ui luôn.
Đây mày. Ông Trạm ơi. Cổ ông mà nó già lắm rồi bạn ơi. Ông ở đâu? Ông ở đâu? Đây bạn, cái tàn ông. Cái tàn ông chập láo nè. Ông đừng có đưa lại tôi. Đây cái cùi mặt nó còn có chút xíu mặt các bạn ơi. Này ổ này già quá. Trời ơi trời. Thôi ông. Ông biết thiệt. Ông. Thôi. Thôi. Đây, bây giờ mình sẽ bắt một ổ ở nhà mình nha bạn. Mình sẽ qua bên kia mình xin bác Hai ở xóm mình thêm ổ nữa. Mình bắt thêm một ổ nữa nha bạn. Đây. Mấy con ổ à. Hồi nãy anh em mình đã bắt một ổ ở bên trên cái mít nhà mình rồi nha bạn. Mình có xin bác Hai ở ngay nhà mình có một cái ổ đóng trên cái bù dừa này nha bạn. Đó. Bây giờ anh em mình sẽ bắt ổ này luôn nha. Đụm luôn nha, ổ quá trời luôn rồi. Đó. Đây. Gì vậy bác? Con này cà chớn. Con này cà chớn nữa rồi bác. Đây, chuẩn bị lên không? Quanh chú đi. Để đi. Đâu ra coi chưa cả. Trong chiếc ra. Cầm chạy leo thôi. Chạy đẹp trai, chạy bỏ luôn, chạy đẹp trai. Anh em à. Anh em gì tốt chạy ra đó chạy. Đây ổ này nè nha bạn, đây thêm ổ nè. Đó, là tổng cộng anh em mình sẽ được 2 ổ nha. Bây giờ mình sẽ xách ổ này lên đằng kia, anh em mình sẽ ăn cái tàn ông này với ăn mặt ông nha bạn. Đấy các bạn. À đây các bạn, đây là thành quả của mấy anh em mình bắt ông nãy vậy các bạn. Đây được cái tàn ông này, ông này là ông mặt nha bạn, ông gùi á. Trà bá lửa. Ông dẻ. Ông gùi ông nội. Ông biết ông gì không? Đây một tàn nè. Ông biết ông gì không? Mà nó mình bắt trễ các bạn ơi, mình phát hiện trễ quá. Nè còn có còn mặt ít xíu mặt. Đây cái cùi cái cùi của ông ngay chỗ mà cái mít nhà mình á, cái cùi mặt bị lớn này trời. Mình ăn mình ăn cái giọng này hả? Ừ ăn giọng nó béo lắm. Ông biết ông gì không? Hả? Ông có đẻ. Cái thằng đi chọc đi ba. Ủa cái thằng gì? Mình bắt một buổi trời luôn. Không bị ông chích. Mà ông không chích thì mình mũi nào nha. Còn nó không bắt nó à? Là mũi lên cái. Muốn lỗ rồi hả? Không bây giờ mình sẽ đứng đại xe không ông quýt. Đẹp xe hỏi tao ghét. Mấy ông ghét mấy nào đẹp xe lắm. Mấy đẹp xe nó bực nó quất liền. Tôi ăn quất dại. Chơi quất dại dạ. Tao chắc nó cũng có chích đâu. Đây bây giờ mình sẽ test cái mặt này ra bạn. Rồi mình sẽ lấy cái tàn ông này, mình sẽ chấm với cái mặt này nha. Cả cái tàn ông này để mình bè bè các bạn coi nha. Ở trong đây toàn là nhộng nhộng ông non mà nó biểu lắm luôn. Ở bên đây nè, ngay cái khúc này nè. Nè, thấy không? Thấy không? Nó tàn nó mấy con ông non nằm trong á. Ăn béo lắm. Quá trọng non mà. Đó bây giờ mình sẽ lấy cái tàn này, mình chấm với cái mặt này nha. Ừ. Mình test này ra cả nhà. Ủa trong phải chấm vô cái dừa hả? Đập cái dừa ra mình để vô cái dừa. Đập cái dừa ra cháy nước. Đập cái dừa ra xong mình để giống á. Nặng mặt cái chồng. Nặng mặt chồng hả? Ừ. Có chừng hết mặt đó. Cái cùi mặt này có chút xíu rồi. Xíu. Nó nuôi mấy ngọc con trơn nó già. Đây nó... đây tôi đập cho. Nó đi. Quay tới chịu luôn hả? Quay tới sáng. Quay chứ mệt rồi, sai lúa chứ. Quay tay vậy. Tao đi, tao đi. Có thể không? Nè. Đào luôn đi. Đó. Té còn hai luôn. Té còn hai luôn. Ôi nước uống. Uống đi. Mở bạn nha. Uống đi. Chua lèm à. Chắc chắc. Vừa nó chắc chắc mà. Chua giá tiền luôn. Té cái hai luôn. Có thể không anh trai? Đây anh em mình bắt nãy giờ được 2 ổ cho bạn. Có cổ mình quá trời bự luôn. Cùi mặt dày đây mà hôm nay mình không bắt trước trời. Nó buồn ghê ha. Nó già cái nó đi hết trơn. Nó sao? Cái này mà bắt trước cỡ nửa tháng nữa ha. Mặt nó lúc cái bầu luôn. Ôi, nếu một cái ha. Nửa tháng làm gì ông đi cầu mà chín. Hình như tôi thấy là nếu mà cạp nhiều quá là bị sẽ bị say mấy ngày không sao? Mấy ngày luôn mà. Bây giờ mình sẽ nặng mặt vô trong cái trái dừa này nha bạn. Trời ơi. Ôi. Quá trời luôn. Ừ. Cũng không được nhiều quá à. Nhiều lắm, còn nhiều này nó chảy xuống nè. Nhiều lắm. Ôi. Mặt ông của nhà bạn. Ôi. Thiên nhiên nha. Không pha nha. Ôi. Mặt là tốt đó nha bạn. Tôi biết nó làm gì nó nhiều mặt gì rồi. À, thôi nặng bưng dưa chấm hết rồi nặng nữa. Nó nhiều quá. Ông nè. Mặt ông như này mới nặng hơn nhiều bạn. Chảy nè. Chảy. Trời ơi, chảy nước luôn rồi. Lên mời các bạn clip mình với mình cả nhà nè. Trời ngọt không? Nói công chuyện. Trời nó ngọt mà ba cháy một chén quá. Từ đó giờ mình chưa bao giờ mà ăn thử cái mật ong thiên nhiên bao giờ luôn á. Mày ăn thử một cái đi. Mày cặp cái này coi. Rồi cặp đi. Mày coi chưa ăn mày cặp thử đi. Mày biết. Thử thằng này coi.
quất cái mỏ cạp vô quất cái mỏ xin chịu thôi rồi thủ ra rồi mày cạp đi nó ngọt như đạn luôn á giờ tôi thử chứ nha ừ mở các bạn nha ừ nè mật nè hoành tráng luôn hả ừ ăn đi cho cái lỗ mũi nó bớt cái nãy bị cắn nha thấy không sao nó hồi hồi cái gì vậy ta mặt ông mà hôi gì hôi thấy thèm á ông hôi thèm á biết không mày sao không mặt mày hôi máu á thôi 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 mùi kim của ông chết rồi đây mở bạn cạo cho bệnh mía bạn mặt ông từ đó nó không biết ăn ăn mà nó hôi mặt thiệt cái này là ăn rất là tốt nha bạn hôi quá cái đậu xanh này đó bà nãy lấy tao còn cùi cho bà nè không ngoại người ta pha không sao này mày mày thử mấy này thử mấy này ủa không có sơn mày tao bạn nha nó giống như kẹo cao su vậy á ngọt ghê ha ngọt rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này nha bạn mình lấy cái tàn ong này mình sẽ chấm với cái mặt ong này mình ăn nha bạn ăn rất là ngon luôn tại vì trong đây nó rất là nhiều nhộng nè đây mình bẻ ra các bạn coi nè nó mà ong trắng giờ luôn nè ngon các bạn thấy không sữa, sữa mà họ bây giờ mình sẽ test ra vậy nè họ củ của mấy ong nha để nó quýnh cái miệng mình như cái tuna nha bạn đây bây giờ mình sẽ chấm vô đây nha bạn đó chấm vô mặt ong nè ui để mở luôn ngon lắm luôn béo rồi chịu nổi luôn á đây mời mời tất cả bạn nha mấy con ong non mà nó béo mà nó thơm dữ lắm đã ngon ngon lắm luôn tới không chị không sao tới không chị luôn vô nha bạn mở coi nhạc béo như đã luôn cao su phải không kiếm nào nhìn không phải giống như ăn 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 đun dừa đâu ngon lắm đun dừa này đây nữa ông biết coi có thịt hay gì nè phết phết vậy ha nhai nút nước luôn nha béo ngọt mời tất cả ba nha béo không mà các bạn ông nó ăn giống như là cao su không nhai cái tưng cái binh cái bông ăn nó giống như là ăn kẹo hay xương gươm vậy hơi bị ngon nha anh trai hơi bị béo luôn á mời tất cả bạn nha đủ thấy không ăn nè ăn uống sát luôn á có nhả không nhả nhả không không nuốt nuốt à giờ ăn mía không không dạ không dám đâu ôi vợ cù mía rồi lắm dám bạn chửi bạn cù mía đây là cái dạ ông sắt rồi để mình chỉ cái dạ ông sắt để mấy ông sắt mà thường nó quýnh đau ghẻ mặt đâu tiêu rồi nó có cái đuôi dưới đây nè đây mấy cái lỗ này là của mấy ông nội ông sắt nè quýnh đau ghẻ mặt ở trong lỗ á nguyên một cái ổ ông này còn là ông mặt không nha bạn còn đây là ông sắt ở dưới đây nè bởi nó bắt đau lắm bắt hơn miếng ăn thử coi nha béo ngọt mình mời các bạn nha các bạn ngon lắm thử tức quá trời chưa ăn rồi thà bấm doan ốc mặt ông nữa ý là mình ăn mới có chút xíu mà cũng còn được nửa trái dừa nha bạn cái gì xây máu ngà các bạn xây thịt thèm mới xây nè cái đậu xanh này có hiểu không trời ơi té nó lắm nổi chén xè đã lắm nhận cái luôn rồi cho nó dưới luôn tiêu ngà hỏi nó bá trời này bị cái không nhớ vậy nó cho mình thêm cái bây giờ tôi xây máu ngà rồi ăn là gian ngon quá lão chói đèn trời trong mặt dễ tiền luôn á rửa đi người ta mới nó mới tắm có hai ba tắm nói xe máu ngà xe tiếp thèm xe ở đây chạy không nha mấy anh chạy xe gụ luôn mấy cái xe máu ngà vậy ở trên á đây nè đây nó còn còn không đâu một cái lỗ là nó một cái con nhộng như bạn nè để mình ăn cho bạn coi nó xì sữa nè ông Sam thấy không sữa ông thấy nó giống cái gì không giống như là nước dừa nước nước cốt dừa á béo không đúng rồi béo bây giờ sẽ chấm ăn nữa nha bạn ngon lắm các bạn ăn thử rồi nè tôi ghét tôi hồi tôi về tôi đốt quá mấy đống đó giờ nè đây, tôi không làm gì đó mà nó chích tôi quê rồi cả bạn nha nhất anh nè còn mà cái giọng của ông ăn nó béo lắm béo rồi thơm nữa đây, chấm ăn đây rồi. Im ha im kéo kéo luôn nè mời bạn nha thiệt luôn bởi vì từ đó giờ chưa ăn lần nào ngon ngon lắm mời tất cả bạn nha để cầm giấc cạp á ôi vợ thấy con này đó nó chích đó không chích đâu đừng nó đừng giết nó đừng giết nó ủa nó mày ngon lắm giấc cạp cạp đi cạp không có dám cạp sợ ông nó chích vô mỏ chích tới đâu mà chích trời chích thiệt thèm các bạn ngon lắm các bạn ơi tới chị với trời ngon lắm ngon lắm sao nãy giờ tôi nhai mà tôi muốn nuốt mà tôi không biết nuốt luôn nuốt 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 nước hết nước béo rồi mình nhai không được ngót 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 ngọt quá béo nếu nay nay mà mình nuốt luôn được 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 không ta nãy tao nuốt không hả có điểu mà nãy tao nuốt trơn luôn á đủ vậy hả nuốt mà đâu thế đây nè ba cái này nước miếng của ông mà ừ thấy không cái này thảo quá nuốt không mà vậy là nó nuốt được hả nuốt được xong được lại luôn vậy hả tôi thân nó nuốt không được trời ơi ta nuốt bình thường mà tất cả bạn nha cái này tùy mình nè mình muốn nuốt nuốt nhả nhả cho mình nuốt hết béo mình nhả tùy ý luôn còn mình thèm quá thì mình nuốt luôn đó nha tại tao thèm quá tao nuốt luôn đây muốn hết mặt các bạn giờ mình phải nặng ra bớt lên xem miếng này nha bạn đây mở các bạn miếng này nha rồi mình nặng mặt tiếp nha bạn
Tiếp tục bình nặng nặng cái nữa nha. Nhiều vô. Chạy cho em xem ơi. Chạy. Ừ, nặng nặng từ trái xuống cho nó yên. Trời ơi. Hồi nãy ông đi tới năm bữa tay gì hả? Vừa rồi bắt đầu tiểu rồi chạy. Tuốt xuống luôn. Đó. Trời ơi, núp cái tay của ông Thảo đi, cầm tay ông Thảo đi. Cái ổ này nó muốn hết mặt nha bạn. Anh em mình vét mót còn nhiêu, anh em mình sử dụng nhiêu nha. Tay là mình sạch nha bạn, mình cũng có rửa rồi nha bạn. Rồi, ok, chặt hai tay ông Thảo đi, nướng mặt. Ôi, được cái tay nướng mặt con lắm nè. Có, mình cầm cái này nó ngon nè. Mà các bạn nha, mình núp cái này nó mới đã tới chỉ nè. Trời ơi, cái này mới ngon dữ nữa nè. Nè, còn miếng nè. Giống chó cạp xíu quách vậy hả? Nó ngọt mà đường mình không xi nhê nha, nó ngọt mà ghê gớp luôn, nó ngọt mà các lưỡi mà có vị chua luôn á. Thử coi. Mời các bạn nha. Bữa nay lần đầu tiên tôi ăn hết trời. Đã không? Ủa trời, mấy ông dở quá rồi. Còn nhìn nè. Ừ, ừ, mặt đó. Ừ, mặt còn ngon nè. Mời tất cả bạn nha. Ừ, còn nó chích á. Ừ. Nó bao nhiêu? Thôi. Thơm cái này thơm chứ hả? Ừ, tăng cái bánh luôn rồi trời. Ừ. Ấy, nó còn cùi nè. Quá. Sao không? Không trời ơi, dám ăn. Ngọt yếu á. Mặt ngấu à. Bỏ lại nha. Quá trời, cái tay tao rồi. Trời ơi, cái tay tao sao. Vậy với cái mặt ông á, dính vô tay, bỏ ủng nha bạn. Ai cho mày liếm liếm cái đầu vậy? Nó miếng ơi. Đưa liếm cái mắt nó tìm lóng luôn á. Quà tao liếm nè. Trời ơi. Ai làm dám đưa mày liếm cái mắt tiêu còn cái cùi không chắc é luôn á. Thì tao trong ngon mất bao ngày không? Mất bao ngày à? Chấm đi. Có mặt không? Chấm đi. Chấm đi, tao ăn cái này nè. Ai mà không có ai bị tét đầu về ăn mặt ông chưa? Chắc nó ngọt mà, mà cái lưỡi mình nó quéo rồi luôn á. Nó thơm á. Còn cái lưỡi ông đâu? Cái mặt lưỡi tầm trong cái lưỡi rồi. Ông đúng rồi, chắc mất 4-1 luôn á. Các bạn biết sao không? Cái mặt ông gùi này nè các bạn. Nó rất tốt luôn. Nó tốt hơn cái mặt ông mà ông Tam. Ông khoái nhiều luôn á. Ông khoái là ông gừng á, bá lưỡi ông gừng á, ông gừng á, ông gừng là cái ông khoái á, ông nào, hả, ông chặt bá vậy nè, chặt bá vậy nè, bá, chặt tim chạy, thôi tập thôi tập ăn cái này nè. Bữa nay là không ai bị chích duy nhất của mình, cô đang bị chích ngang lỗ mũi. Không biết cái giá gì nữa, tại ai tại nẹt chứ. Nẹt bô nó mét nó ghép mấy thằng nẹt bô á. Ý sợ là trốn vậy lắm rồi đấy nha. Ừ, còn bị dính á, vừa thấy nó có cái bạch xuống là chạy chết rồi. Tính ra nó chết thật, cưng không khỏi nó. Nó chót ngầu hả, mất ngầu quá cái bịch rồi. Mời tất cả bạn nha. Mà nó chết mà xong mà nó cũng chết à. Nó mất cái ruột rồi. Đứt ruột rồi. Nó bỏ kim mà. Nó cũng chết à. Chết ngay. Ôi sao con người chết con không chết. Người chết 9 tháng 10 ngày nữa đẻ ăn được nữa. Chết tiếp theo miếng chết nữa. Tới thầy mời các bạn nha. Ủa hả? Tao nút vậy nè. Ba cái giọng ông đâu nó sạch 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 ra trong miệng nha. Ôi. Nó lạnh lờ nghe mà nó thơm phước lạ. Nó béo, tạ lắm. Tại vì nó ăn bằng hoa, bằng hoa, nhị hoa, đồ không ăn ba cái phấn hoa, rồi băng nhật hoa. Nói chung là cái con nhộng ong non này nó rất là ngọt, nó rất là béo nha bạn. Chỉ ăn ba cái thuốc. Ba cái thuốc sâu xịt cho hoa. Theo thống kê là một giọt mật ong là được gì? Một bọt giọt mật ong là được 10 gì? 12 con ong á. Các bạn biết không? Cái mật ong này, con ong nó phải đi hút trong những cái bông hoa nha bạn. Trong những cái nhị hoa nó có cái mật á. Những cái giọt mặt mini á nó gì nó sẽ bào chế ra thành một cái mặt ong như vậy. Làm như mấy bà phù thủy hay gì không bằng bào chế gì vậy. Các bạn biết không? Cái mặt ong gùi nè, người ta lấy nguyên cái tàn ong luôn, người ta sẽ về ta bỏ vô người ta ngâm rượu uống rất là tốt, rất là bổ luôn. Bỏ. Còn cái mặt ong này nó mắc tất cả hơn những cái loại mặt ong khác. Tại vì nó rất là thiên nhiên mà nó bổ hơn những cái loại ong kia. Thấy không? Ong nuôi cũng không bằng ha, mà cái ong khoái ủ chằm bá thì cũng không bằng ong này là tốt nhất, bổ nhất. Sai các bạn ha. Lấy một đít ly mật ong ha. Đặng chanh vô không? Các bạn để vô, các bạn lấy bột nghệ bỏ vô. Các bạn chế vô miếng nước sôi quậy uống một cái. Đi ra bao tử. Bao tử hoành tráng luôn, bao tử lủng xong uống chết luôn. Không tại lủng cái gì sao nữa. Bạn đã lủng trước rồi đi uống vô sao sẽ sống được, buồn chết chứ lẽ. Lẽ đừng sống mà đủ vậy. Thôi nói chung thì clip hôm nay anh em mình chỉ bắt những tổ mật ong nha bạn. Để anh em mình quay clip lại chia sẻ cho tất cả bạn cùng xem. Anh em mình không khuyến khích tất cả các em bé nhỏ thực hiện theo anh em mình và bắt ong nha. Tại ông chích nó rất là nguy hiểm nên các bạn thông cảm, đừng làm theo anh em mà dưới mọi hình thức nha. Còn ông thì anh em mình bắt chỉ lấy mặt và lấy cái tàn thôi. Còn ông con thì anh em mình không có giết con nào cho bạn. Nó bay đi, nó sẽ làm lại tổ khác. Bởi anh em mình không có sát hại được ông con nha bạn. Nhà mày họ không có xì mồi, các bạn đừng nên bắt. Lấy con uống, hà con chết anh trai đúng không? Thôi anh
anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới luôn tràn đầy thành công và tràn đầy hạnh phúc nha. Anh em mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.